Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ ron của Sharp Underwater Tiger nha. Nó khác Canon, Canon mình độc áo, còn này nó BB. Thì bộ ron nó đầy đủ nè nha. Đó. Bộ ron đầy đủ nó có viên bi nè ha, lò xo tia xả, lò xo viên bi. Thêm bốn ron to ngoài bình hơi nữa. Thì trong bộ ron nó tính tổng nó là mình trực 6 ron to ngoài bình hơi. Nha. Đó. Đây, con này giả bơm của Sharp nè nha. Giả bơm loại ngon. Thì cái loại này nó có đóng chữ Sharp đàng hoàng nha, hàng đẻo là không có. Thì anh em mua thì anh em nhớ chú ý là mua cái nhất là mua cái bộ ron này, thì anh em coi cái ti mình á, tháo cái bộ ra coi cái ti mình á là đầu bự luôn, nhỏ nó là xài ti 5 ly nha. Là mấy cái loại đó là chế là sao, còn nếu mà zin á, zin là hai đầu nó bằng nhau nè, là ti 4 ly nha. Thì anh em mua ron á thì cứ nói với mình là xài ti 4 ly hay ti 5 ly, mình để đúng cho Q4 là ti 4 ly, Q5 là ti 5 ly, xài ron tia xả 5 ly nha. Để lộn về xài không được, chỉ khác ron tia xả thôi. Còn da bơm mình kỹ nữa, mình đo thử lỗ ống phải 19 ly không hay là 22 ly, tại nó còn là 22 ly nữa. 22 ly mua da bơm 22 ly nha. Đó, rồi anh em cần alo số này mình tư vấn cho nha. Rồi cái này là cái da bơm của nó nè nha, da bơm Sharp nè. Rồi anh em cần alo số này tôi.